chào các bạn. Mình là NT Trần và mình đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Thì mình là người đã có tuổi, đang về hưu và mình có một cái đam mê sở thích về du lịch. Thì khi mà mình lớn tuổi và mình về hưu thì dĩ nhiên là sẽ khó tìm được những cái nguồn thu nhập để có thể trang trải cho những cái chuyến đi mơ ước của mình. Cho nên là mình đã tìm được một cái phương pháp kiếm tiền bằng cách là qua các cái chương trình affiliate marketing. Bạn chỉ cần một cái laptop kết nối với internet và bạn không cần phải làm việc giống như là khi bạn đi làm cho một cái công ty hoặc là một cái cơ quan nào đó từ mỗi ngày 8 tiếng sáng đi chiều về chẳng hạn, mà bạn có thể làm bất kỳ ở nơi nào. Bạn có thể làm ở nhà, bạn có thể làm trong lúc bạn đi chơi, bạn có thể làm trong những cái quán cà phê khi bạn ngồi bạn thư giãn, và thậm chí khi mà cái công việc đó đã vô ổn định thì cái thu nhập thụ động của bạn nó vẫn đến ngay cả khi lúc bạn đang ngủ. Cho nên là affiliate marketing là một cái chương trình mà đã giúp cho rất là nhiều người có thể là muốn tìm được một cái phong cách sống tự do, muốn tìm được một cái nguồn thu nhập thụ động để các bạn có thể trang trải những cái nhu cầu về mặt sở thích cá nhân. Và đồng thời nó cũng giúp cho các bạn về mặt cái thời gian, các bạn có thể là dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, cho trong những cái sở thích cá nhân khác của mình chẳng hạn. Thì sau này mình sẽ giới thiệu với các bạn thêm trong những cái phần sau, trong những cái video sau về các cái chương trình này. Thì hẹn các bạn lần sau. Xin chào các bạn.